Rồi, bây giờ mình sẽ xếp xe nha các bạn. Tức là sau khi mình lấy cái hàng vải này, tức là những cái khăn mới rồi các bạn. Từ nhà giặt á, cái khăn chân, khăn tay rồi những cái vải để mình thay ra giường rồi các bạn. Đó, mình sẽ lấy một cái xe này. Rồi mình sẽ xếp qua cái xe này. Tại cái xe này mình sẽ đẩy đi làm á các bạn, tức đẩy đi từng phòng để làm á. Đó. Thì trên xe này nó có những gì? Đó là nó sẽ có đầy đủ những thứ mà mình muốn thêm vô, ý là mình thay mới trong cái phòng. Ví dụ cái phòng người ta xài cái gì rồi thì mình sẽ đặt vô cái đó cho nó đủ á. Rồi và bây giờ mình sẽ xếp xe nha các bạn. Đây là khăn tắm ha, khăn tắm. Đây là khăn chân. Còn cái này là khăn tay nè các khăn lau tay các này là khăn mặt này các bạn. Đó, cái này là trong nhà tắm này các bạn. Đây là mình sẽ đắp trong nhà tắm ha. Còn có khăn mặt nè, khăn mặt, khăn chân, khăn tay và khăn tắm ha. Đó là trong trong cái toilet đó các bạn. Đó. Trong nhà tắm. Còn cái này là cái video lại cái tấm màn đó các bạn, trong phòng ngủ ha. Cái tấm mền trong phòng ngủ các bạn, đó đó là tấm mền. Cái này là cái, tại vì cái này giường nhỏ, này giường lớn nè. Cái này là cái tấm sheet đó các bạn, tức là cái tấm mình lót ở cái giường á, xong rồi người ta nằm lên, xong rồi cái này là cái mền ha, thay cái mền ha, cái ra mền ha. Rồi ok rồi nha các bạn, đây là cái phần thay cái giường nè, gồm có cái sheet nè, cái duvet nè, đây là trong nhà tắm nè, khăn mặt, khăn chân, khăn tay, khăn tắm, rồi áo gối, áo choàng, giấy bút bi viết, cái bì viết giấy ghi chú nè ha. Rồi cái này là giấy vệ sinh, bao rác, cây lau nhà,
cái giỏ này để đựng cái đồ dơ như khăn dơ đồ, cái ra giường dơ rồi đó, nước uống. Đây là cái đồ để mình làm toilet, dụng cụ làm toilet ha, cái cây chà toilet nè, nước khử mùi nè. Cái phòng nào hôi quá toilet hôi mình xịt cái này lên nó thơm lại liền các bạn. Còn cái này là cái chai tẩy bồn cầu á. Còn cái này là bao rác, tức là mình gom rác mình sử dụng vô đây. Còn cái này dạng mình lau lau chùi á. Đó. Ở dưới đây thì có cái bao laundry, là cái bao giặt, cái túi giặt các bạn. Tức là trong mỗi khách sạn người ta thường có cái dịch vụ là giặt đồ, thì người ta sẽ đặt cái bao này trong cái phòng, trong cái tủ quần áo với là cái bill này, thì khách mà muốn giặt đồ người ta sẽ lấy đồ dơ bỏ trong đây rồi người ta ký bill. Bill này sẽ ghi là cái tên khách, rồi số phòng, ngày giờ đó, ngày, rồi người ta sẽ để trong phòng hoặc là người ta sẽ treo qua ngoài cửa, thì bên nhà giặt người ta sẽ đi kiểm tra có đồ giặt, người ta sẽ lấy về xuống nhà giặt người ta giặt, sau đó người ta sẽ đem giao lại cho cái phòng của khách ha. Rồi ok, mình phải đi đi làm đây ha. Sẵn sàng. Ở đây mình còn thêm một cái chổi quét nhà, một cái kia hút rác nữa. Thì tại vì ở nếu mà những cái phòng nào mà người ta lót gạch thì sau khi mình dọn dẹp xong mình phải lau quét nhà rồi mình sẽ lau cái sàn. Còn cái phòng nào mà người ta lót tấm thảm ở dưới sàn á thì mình sẽ sử dụng máy hút bụi ha các bạn. Đó. Rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ làm những cái phòng mà người ta lót gạch cho nên mình sẽ đem theo chổi và cái kia hút rác ha. Ok.